Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì bên đơn vị nhà mình sẽ giới thiệu cho bạn một dòng sản phẩm camera ngụy trang ổ cắm điện. Và ngày hôm nay thì mình giới thiệu cho bạn đó chính là dòng sản phẩm camera ngụy trang ổ cắm điện Panasonic. Đó, thì ở đây thì mình đang có một mẫu ổ Panasonic, đó chính là một mẫu là một công tắc và một rắc cắm. Đó, cái tất cả những cái chức năng của cái ổ cắm này thì các bạn vẫn sẽ sử dụng bình thường. Đó, cái ổ cắm này nhá, hoặc là cái công tắc này, các bạn vẫn sẽ sử dụng bình thường, không khác gì một cái ổ điện bình thường cả. Đó, nó chỉ thêm đó chính là một chức năng, đó chính là chức năng camera giám sát thôi. Thì cái mắt camera như các bạn đang nhìn thấy đây, mình sẽ đặt nó ở chính diện nha. Đó, với cái mắt cam nằm ở chính diện thì nó sẽ quay được góc độ là 180 độ. Đó, và quay cực kỳ nét và quay được cả ngày và cả đêm. Thì ở đây thì nhiều bạn hỏi là mắt cam nằm ở đây thì nó sẽ có bị lộ hay không, thì mình đảm bảo mắt cam nằm ở đây nó sẽ không bao giờ bị lộ nhá. Nó chỉ là một cái dấu một cái hố đen ở đây thôi. Đây, mình quay gần cho bạn xem này. Đó. Đó, các bạn không thể nào nhìn được cái mắt cam bên trong, kể cả nhìn trực tiếp như ở ngoài mình nhìn ở đây. Đó, nhìn thì nó cũng chỉ là đen này thôi. Đó, nó chỉ là như là một cái hố bình thường ở một cái ổ điện thôi. Đó, nó không thể nào nhìn được cái mắt cam ở bên trong. Đó. Đây, ngụy trang cực kỳ kín nhá. Nó sẽ cái dòng camera ngụy trang ổ cắm điện Panasonic này, nó là cái dòng ngụy trang kín nhất trong tất cả các loại ổ điện rồi. Đó, nên các bạn yên tâm về cái độ ngụy trang của nó nhá. Đó. Và cái dòng camera ngụy trang ổ cắm điện này thì bạn nào đang có nhu cầu muốn mua hàng, hoặc là muốn đặt hàng, hoặc là muốn tìm hiểu thêm về cái dòng sản phẩm camera ngụy trang ổ cắm điện, hoặc là những cái dòng sản phẩm camera siêu nhỏ, máy ghi âm, máy định vị ở bên đơn vị nhà mình, thì có thể là liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại cũng như là kết bạn Zalo ở với cái số điện thoại ở trên màn hình của các bạn đây. Đó, số là 0927960888. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại cũng như là kết bạn Zalo, thì bên đơn vị mình sẽ có nhân viên hỗ trợ và tư vấn các bạn 24/24. Đó. Và ngoài ra, bạn ở gần 3 cơ sở Bắc Linh, Hà Nội và Sài Gòn của mình thì có thể là đến trực tiếp cửa hàng nhà mình để mua hàng và kiểm tra hàng luôn. Đó. Hoặc là các bạn ở xa, khi các bạn muốn mua hàng ở bên đơn vị mình mà chưa biết cách mua hàng thì các bạn liên hệ qua Zalo đặt hàng cho mình nhá. Đó, các bạn muốn mua hàng ở bên đơn vị mình mà ở xa, đó, thì bạn chỉ cần là nhắn tin cho mình địa chỉ nhận hàng và số điện thoại qua Zalo cho mình, thì bên đơn vị nhà mình sẽ lên đơn cho các bạn và gửi hàng cho các bạn là toàn quốc. Và khi gửi hàng toàn quốc cho các bạn thì các bạn ở xa thì đều được bóc hàng ra và kiểm tra hàng. Các bạn bóc hàng ra kiểm tra hàng, nếu sản phẩm sử dụng đúng như cái video mình quảng cáo thì bạn mới thanh toán tiền. Còn không thì bạn hoàn hàng về cho mình mà không mất thêm một đồng phí nào. Đó. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cách sử dụng cũng như là chất lượng ngày của cái dòng sản phẩm camera ngụy trang ổ cắm điện Panasonic này cho bạn xem. Thì với cái dòng sản phẩm camera ngụy trang ổ cắm điện âm tường này thì hầu hết tất cả các bạn thì đều đấu nó vào bên trong cái bức tường nhà các bạn. Đó, thì cái ổ điện này các bạn mua về các bạn cứ đấu bình thường như cái ổ các bạn mua ở ngoài chợ thôi. Đấy, đấu vào như bình thường. Còn hiện tại thì mình đang quay video test cho bạn, cho nên là mình sẽ đấu một cái phích cắm này. Đó, mình sẽ đấu một cái phích cắm này để cắm vào một cái ổ điện. Đây, thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái ổ điện rồi. Đó, mình sẽ cắm điện trực tiếp vào. Đó, còn các bạn mua hàng về thì bạn cứ đấu trực tiếp vào cái ổ điện nhà bạn. Đó, vào cái tường nhà bạn, không sao cả. Đó, còn video mình quay thì mình sẽ đấu vào cái ổ điện để test qua cho bạn nhá. Đó, và khi các bạn đã cấp cái nguồn điện này xong rồi thì bạn chỉ cần là tải cho mình một ứng dụng ở trên app về thôi là bạn có thể sử dụng được. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái dòng điện thoại Samsung hoặc Oppo. Đấy, hoặc là những dòng điện thoại chạy hệ điều hành Android, cách sử dụng của cái ứng dụng Lookcam này trên điện thoại. Đây, thì ngày hôm nay thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái điện thoại Samsung rồi. Đấy, Samsung đời cũ nha mọi người nhá. Đấy. Đây mình thoát ra. Đó. Một chiếc điện thoại Samsung. Đó, thì các bạn chỉ cần là tải cho mình cái ứng dụng Lookcam này ở trên ứng dụng CH Play. Đó. Các bạn vào cho mình cái ứng dụng CH Play này, ghi cho mình cái chữ Lookcam này ra, đó là nó hiện ra luôn, và ấn tải về cho mình. Đây, khi các bạn tải về xong nhá thì các bạn cấp nguồn điện như của mình xong rồi à. Đó, các bạn chỉ cần là vào cho mình cái phần cài đặt thôi. Đây, cài đặt ở trong máy điện thoại của bạn, chọn cho mình vào mục kết nối và vào cho mình cái mục wifi. Đó, khi các bạn vào cái mục wifi này thì cam nó sẽ phát ra một cái wifi có một cái chữ G ở đầu và một giấy số đằng sau này, thì bạn ấn vào kết nối cho mình. Đó, đó chính là cái wifi phát ra để cho bạn kết nối nhá. Đó, và đã kết nối thành công rồi thì các bạn chỉ cần là thoát ra và đăng nhập vào cái ứng dụng các bạn vừa tải về, đó chính là ứng dụng Lookcam ấy. Đó, các bạn vào ứng dụng Lookcam này cho mình. Đây, khi vào ứng dụng Lookcam thì nó sẽ hỏi các bạn là
có muốn kết nối wifi xem được từ xa hay không thì cái này mình sẽ hướng dẫn sau cho các bạn, còn không các bạn cứ ken đi cho mình. Đó, khi bạn ken đi lập tức cam nó sẽ hiện ra một cái dòng là device online này, thì các bạn ấn vào cho mình. Khi các bạn ấn vào thì nó sẽ hiện ra một phần tiếp theo là cái phần đổi mật khẩu wifi. Thì bạn nào muốn bảo mật cái cam của các bạn thì các bạn ấn vào đổi mật khẩu cho mình. Đó, mật khẩu mặc định của cam là từ 1 tới 6 nhá. 6. Mật khẩu mặc định là từ 1 tới 6. Còn mật khẩu mới hoặc là đây mật khẩu mới thì các bạn ghi ra và các bạn nhập lại cái mật khẩu mới của các bạn và các bạn ấn ok là xong. Còn hiện tại thì mình chỉ test qua cho các bạn thôi, cho nên là mình sẽ ken nó đi. Đó. Khi bạn ken đi hoặc là các bạn từ chối thì lập tức cam nó sẽ đưa các bạn vào cái màn hình chính của cam này. Đó, đây. Màn hình chính nhá. Đó, chất lượng ảnh chính của cam thì quay cực kỳ lét. Mà bị ngược thì mình có thể chỉnh lại. Đó, chất lượng ảnh đây. Đây, mình cầm lên cho bạn xem này, quay cực kỳ mượt nhá, nó không bao giờ bị đơ hoặc bị giật. Đây, mình quay cực kỳ nhanh. Đó. Nhưng mà cam nó vẫn bắt kịp tốc độ khung hình nhá. Đó. Đây, như bạn đang nhìn thấy đây, đây chính là cái chất lượng ảnh chính của cam này. Mình bật nó lên là 4K. Đấy. Các bạn nhìn thấy đây không ạ? Đó, chất lượng ảnh quay thì cực kỳ lét nhá. Đây, mình cầm lên. Đấy, đây là chất lượng chính của cam này. Đấy, cam thì quay cực kỳ lét và quay được cả ngày và cả đêm. Đấy, còn hiện tại mình đang test, mình sẽ để tạm cái góc nhìn này cho các bạn nhá. Đấy, đây các bạn có thể nhìn thấy cái dây đi không ạ? Dây chạy cực kỳ mượt nhá. Đấy, dây của cam chạy cực kỳ mượt. Đó, quay ban đêm, các bạn muốn quay được ban đêm thì các bạn phải bật cái chế độ quay ban đêm lên cho mình. Đó, quay ban đêm này. Đó, quay đen trắng là cái chế độ quay ban đêm nhá. Ban ngày quay led nhào thì ban đêm nó sẽ quay led như thế. Đó, các bạn không cần phải lo về ban đêm. Đó, và ban đêm nhá thì cam sẽ không phát ra tiếng động hoặc là âm thanh gì cả. Tất cả những cái dòng sản phẩm camera giấu kín ở bên đơn vị mình thì đều không phát ra âm thanh cũng như là phát ra hình ảnh. Đó, để cho các bạn kết nối. À, các bạn yên tâm nhá, nó không khác gì một cái ổ điện bình thường cả. À, nó không khác gì một cái ổ điện bình thường, nó không phát ra âm thanh cũng như là hình ảnh, âm thanh hoặc là cái đèn để cho các bạn nó bị hiện ra cái đèn. À, nên các bạn không phải lo về cái vấn đề đấy. À, còn đấy là về chất lượng ảnh và phần chế độ xem ban đêm. Thì ở đây bên dưới này nó còn rất là nhiều các tính năng khác nhau, từ phần âm thanh này, chụp ảnh màn hình này, quay phim màn hình. Thì phần âm thanh này các bạn bật lên. Đấy, thì cái phần âm thanh này nhá. Cái phần âm thanh này là nó sẽ dành cho các bạn là khi bạn lắp đặt cái dòng sản phẩm giấu kín này mà các bạn muốn nghe được những cái tiếng động xung quanh hoặc là những cái cuộc trò chuyện của người khác. Đấy, thì bạn có thể bật lên cho mình. Còn hiện tại thì mình đang đặt cam nó ở gần nhau ấy, cho nên là nó bị vang lại, nó sẽ bị xung đột âm thanh. Đấy, nó có những cái tiếng vang lại như thế. Đấy, thì nghe nó rất là ồn, cho nên là mình sẽ tắt nó đi. Đấy, để quay video cho các bạn. Còn trong trường hợp các bạn sử dụng thì các bạn cứ bật lên cho mình không sao cả. Các bạn chỉ cần để xa cho mình cái cam này tầm 1 mét thôi là nghe cực kỳ rõ rồi. Đó. Thì đấy là về phần âm thanh. Còn đây là phần ghi âm này. Đó. Phần chụp ảnh màn hình này, quay phim màn hình. Đó. Hai cái này thì ví dụ trong trường hợp các bạn đang xem trực tiếp này mà các bạn muốn quay lại một đoạn video thì các bạn ấn vào đây quay lại cho mình. Đó. Các bạn ấn vào đây để quay lại một cái đoạn video này cho mình. Đó. Hoặc là các bạn muốn chụp lại cái bức ảnh chẳng hạn, các bạn ấn vào đây để chụp ảnh lại này. Đó, là lập tức chụp ảnh và lưu trực tiếp trên app. Còn hai cái này nó chỉ là hai cái quay video thôi, à, cái lật trái lật phải ấy. Đây, và xem video thì bạn có thể phóng to thu nhỏ đều được nhá. Đó, chất lượng ảnh cực kỳ lét. Đây, các bạn có thể nhìn thấy những cái vân ở trên cái hộp này không ạ? Đấy, hộp giấy này. Đấy, nhìn cực kỳ lét nhá. Đấy. Đây, đấy. Thì đấy là về chất lượng ảnh của cam. Thì ngoài ra nó còn cho phép các bạn là kết nối wifi xem từ xa và hỗ trợ lưu thẻ nhớ lên tới là 256GB. Với cái phần thẻ nhớ thì các bạn muốn lắp đặt thẻ nhớ thì các bạn vào cái phần Cloud SD này cho mình. Đó, ấn sang phần Cloud SD và chuyển cho mình sang cái mục SD file này. Đó, là tất cả những cái dữ liệu của cam từ lúc các bạn bật các bạn cấp cái nguồn điện này lên này. Đó, là tới lúc các bạn tắt đi thì tất cả những cái dữ liệu cam nó quay được thì nó lưu hết ở bên mục SD file này cho mình. Đó, còn hiện tại thì mình quay test cho các bạn ấy, cho nên là mình không lắp đặt thẻ nhớ vào. Đó, cho nên là nó sẽ không hiện. Đó, còn khi bạn mua hàng nhá thì bên đơn vị mình đã tặng kèm cho các bạn một cái thẻ nhớ 256GB vào bên trong rồi, các bạn mua về chỉ cần đấu vào để sử dụng luôn thôi. Đó, còn phần photo là phần cái mục hình ảnh và video các bạn quay lại và chụp hình lại thì nó sẽ nằm ở đây. Đó, nó sẽ nằm hết ở đây nhá, các bạn muốn xem lại thì bạn vào đây xem lại. Đó, các bạn có thể là tua lên tua xuống, phóng to thu nhỏ đều được. Đó, không ảnh hưởng gì hết. Đó. Thì đấy là sơ qua về cách sử dụng của cái dòng sản phẩm camera ngụy trang ổ cắm điện Panasonic ở bên đơn vị nhà mình. Thì ngoài ra nó còn rất là nhiều các tính năng khác nhau thì mình không thể nào mà kể được hết trong một cái video được. Thì bạn nào quan tâm về cái dòng sản phẩm camera ngụy trang ổ cắm điện này ở bên đơn vị nhà mình thì có thể là liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại cũng như là kết bạn Zalo 0937 960 888 ở bên đơn vị nhà mình. Thì
bên đơn vị nhà mình sẽ hỗ trợ cho các bạn về những cái thông tin các bạn chưa lắm rõ về cái dòng ổ điện này. Đó, còn video này mình chỉ giới thiệu sơ qua cho bạn và cách sử dụng trên một chiếc điện thoại Android và chiếc điện thoại Samsung này. Đó, cũng như là chất lượng ngày ở bên đơn vị nhà mình đang làm ra sao và cái chế độ giấu kín. Đó, thì bạn nào đang có nhu cầu mua hàng và muốn tư vấn thêm thì bạn cứ liên hệ cho mình qua Zalo hoặc là số điện thoại. Đấy, bên đơn vị mình sẽ có nhân viên hỗ trợ tư vấn cho bạn 24/24. Thì ngoài ra bạn nào ở gần 3 cơ sở Bắc Linh, Hà Nội và Sài Gòn thì bạn có thể là đến trực tiếp cửa hàng nhà mình để mua hàng và kiểm tra hàng luôn. Còn các bạn ở xa, khi bạn muốn mua hàng ở bên đơn vị nhà mình thì các bạn chỉ cần là gửi cho mình số điện thoại cũng như là địa chỉ nhận hàng và tên người nhận qua Zalo cho mình, thì bên đơn vị nhà mình sẽ cho nhân viên giao hàng mang đến tận nơi cho các bạn. Và khi các bạn ở xa mua hàng thì các bạn đều được bóc hàng ra và kiểm tra hàng. Các bạn bóc hàng ra, kiểm tra hàng, nếu sản phẩm sử dụng ok thì các bạn mới thanh toán tiền. Đó, còn không thì bạn hoàn hàng về cho mình, không mất thêm một đồng phí nào. Đó, thì chế độ bảo hành ở bên cửa hàng nhà mình là bảo hành là 3 năm. Trong vòng 3 năm các bạn sử dụng mà xảy ra lỗi bên